Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ Tấn sẽ quay một căn nhà đẹp, cái vị trí cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là tờ sổ hồng chính chủ của nhà đất đang cần bán. Cái vị trí nhà là sát bên Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ở đây là thuộc huyện Dương Minh Châu nhưng mà giáp ranh với thị xã Hòa Thành và giáp ranh với thành phố Tây Ninh nha. Ở đây mình đi ra Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh á, là có 1,5 cây thôi. Ngay Tòa Thánh là có cái siêu thị Go nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ quay căn nhà này. Nhà này còn mới 99% nha. Được tặng một số món nội thất nha cô chú anh chị. Nhà hướng đông, cái đường mặt tiền á, rộng tới 8 mét lận. Diện tích đất thì chiều ngang là đúng 5 mét nha. Còn chiều dài là 35. Tổng diện tích là 175 m², có 100 thổ cư, còn 75 m² á, là cây lâu năm. Thì nhà này xây đẹp nha cô chú anh chị, tới 3 phòng ngủ. 2 phòng ngủ đầu tiên á, là có nhà tắm toilet bên trong luôn. Đó, tức là nhà này tới 3 phòng ngủ, 3 nhà tắm toilet. Sân trước là đậu được ô tô. Sân sau á, rộng rãi, có sân vườn, có máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Tặng một số món nội thất như là bộ sofa phòng khách nè, bộ bàn ăn 4 ghế nè, cái giường trong phòng ngủ nè, tủ quần áo rồi trong phòng ngủ luôn. Đó, thì bây giờ anh Dũng chủ nhà bán căn nhà này với giá 1,490 triệu. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghi cái đường link và để trong phần mô tả nha. Vị trí dễ biết lắm, là ngay sau lưng Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng, kế bên đường tỉnh lộ 781, kế bên ngã ba Bầu Năng, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động. Ở đây đi chợ Bầu Năng là khoảng chừng 500 mét nha. Nhà này thiết kế đẹp và hiện đại nha cô chú anh chị ơi. Phòng khách xong rồi tới nhà bếp, rồi mới tới 3 phòng ngủ. 2 phòng ngủ đầu tiên là có nhà tắm toilet bên trong luôn. Đây phòng khách nè, có cửa sổ bên hông ha. Thì căn nhà hàng xóm bên cạnh á, người ta xây không có liền kề với nhà này, chừa ra cái khoảng trống là hơn 1 mét á, cho nên là mở cửa sổ ok nha. Bên trên là làm trần thạch cao nè, đèn trang trí rồi ha. Nhà là điện, nước, wifi, rồi camera an ninh, đó là có sẵn ha. Có máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Diện tích 5 mét nhưng mà xây lên căn nhà này Tấn thấy rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Đó, chiều ngang 5 mét ha. Ở phía trước nè, một bên là có bức tranh mã đấu thành công. Tranh này bằng gạch men ha. Có camera an ninh nè. Mặt dựng ở phía trước á, là dán gạch men hết luôn. Cửa khung sắt, kính cường lực nha. Còn phía bên đây là bức tranh sơn thủy hữu tình nè. Đó, mặt dựng là dán đá bóng kiến ha, cửa là kính cường lực. Anh chủ nhà là có nuôi mấy con cá nè, rồi tranh treo tường trang trí, tặng bộ rèm cửa luôn nha cô chú anh chị. Và đặc biệt á, là cái sân trước có thể đậu được xe hơi luôn. Như đây anh Dũng chủ nhà có chiếc ô tô 7 chỗ là đậu ngay trong sân luôn nè cô chú anh chị ơi. Ở cái sân á, thì làm kỹ ha, bên trên là có la phong đồ luôn, rồi cổng rào đồ làm hoành tráng luôn nha. Đây chiếc 7 chỗ đậu mà cái khoảng trống vẫn còn rất là rộng nha. Nếu mà chiếc 4 chỗ đậu thì sẽ còn rộng hơn nữa. Nhà này hướng đông nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình sẽ coi mặt tiền trước ha, rồi từ từ vô coi chi tiết bên trong nhà. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha. Đây cái sàn cũng được la phong luôn. Thì cái sân trước nè, lát gạch sân vườn, đó làm cổng rào hoành tráng luôn. Và cái nền á, cái nền sân là nó cao hơn cái nền đường rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Đây, đường này trên sổ hồng ghi là đường đất 8 m. Đường này chuẩn bị lên nhựa nha, đã được đổ đá rồi nè. Và cái vị trí này chúng ta
nhìn thấy núi Bà Đen rất là gần luôn. Đây lên núi là 8 cây, thấy được tượng Phật Bà, rồi nhà ga cáp treo, những cái công trình tập đoàn Sinrup người ta đang xây trên đỉnh núi Bà Đen ha. Rồi nhà cửa hàng xóm dân cư nè, đó, khá là đông. Cổng rào thì làm kỹ ha, hoành tráng. Rồi cái nền nè, đó nền nó cao hơn cái đường cả mét luôn á. Đây, đối diện ha. Ngay chỗ này là có cái ngã ba nữa nè. Và ở đây mình đi ra hơn 100m thôi là ngay sau lưng của tòa nhà Ủy ban xã Bầu Năng. Phía trước Ủy ban xã là tỉnh lộ B81, là ngay khu vực ngã ba Bầu Năng ha. Có chợ Bầu Năng, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động. Bên đây là có nhà lầu đó, và nhà hàng xóm bên cạnh nè. Đó, đường trên sổ hồng ghi là đường 8m ha, có đèn đường nha cô chú anh chị. Còn diện tích nhà thì chiều ngang 5, chiều dài là 35, tổng diện tích là 175m² ha. Có 100 thổ cư, còn lại cái lầu 5. Đó, cổng làm kỹ luôn nha, hoành tráng luôn. Nói chung là một căn nhà đẹp nha cô chú anh chị. Anh Dũng mới ở nhà này có mấy tháng thôi, cho nên là nhà còn như mới vậy đó. Cái sổ hồng này Tấn thấy là ngày 20 tháng 4 năm 2023 nè, tức là mới có mấy tháng thôi. Có camera an ninh, điện nước, wifi đầy đủ ha. Máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Bên dưới gạch lát nền là 60-60 nè. Đó thì chủ nhà sẽ tặng cái bộ sofa màu da bò nè. Ngay phòng khách thì cửa sổ bên hông có rèm cửa, cửa kính mờ ha. Thì cô chú anh chị sẽ thấy là cách cái tường nhà hàng xóm là hơn 1m là, cho nên là mở cửa sổ ok, thoáng mát. Tủ tivi là không có tặng nha, chủ nhà sẽ mang đi. Đó, còn phía bên đây thì hồ cá. Cô chú anh chị coi cá này là cá gì ha. Cá kiển nha. Thì hồ cá là chủ nhà sẽ mang đi luôn nha, không có tặng nha. Đây, xuân hạ thu đông. Camera trong phòng khách nè. Nhà thiết kế hiện đại, phòng khách xong tới nhà bếp luôn. Nhà bếp á, thì có hai cửa sổ hai bên. Cái hành lang bên đây á, thì cũng không có liền tường với hàng xóm, là cách ra gần 1m, cho nên là mở cửa sổ được luôn. Chúng ta thấy là bên hông bên đây là có hai cái cửa sổ đó, mở được hết nha. Rồi ngay bếp là có cái cửa sổ nữa nè. Đây, từ trong nhìn ra ngoài sân ha. Bên trên trần thạch cao. Thì cái tông màu của nhà Tấn thấy rất là nhẹ nhàng dễ thương nha, màu trắng xám. Cái rèm cửa cũng màu xám luôn, rồi gạch dán tường là cũng màu trắng xám luôn. Có cái đường chạy chỉ phía trên á thì màu nâu nâu ha. Rồi, tới khu vực nhà bếp. Chỗ này là có gương, có lavabo đồ luôn nè. Cái gạch men dán tường là cao tới 1m8 lần á. Trong nhà bếp cũng làm trần thạch cao luôn nè. Và sẽ tặng cái bộ bàn ăn 4 ghế là cái bộ bàn khác nha. Còn bộ bàn này sẽ mang đi nè. Bộ bàn này tới 6 ghế lận. Đó thì chủ nhà tặng cái bộ 4 ghế. Bếp thì đá hoa cương nè, học tủ nhôm bên dưới, học tủ nhôm bên trên. Đó, cửa sổ cách cái tường hàng xóm là 2m luôn á. Bồn rửa chén đây. Thì cái khu vực bếp này chúng ta thấy cũng khá là rộng ha. Rộng rãi và có hai cửa sổ hai bên nữa, nó thoáng. Làm trần thạch cao thì nó đẹp giống như phòng khách vậy đó. Đây, cái cửa sổ bên đây nè. Cách cái tường của hàng xóm gần 1m. Cửa lùa như thế này ha. Ngay chỗ này là rộng rãi để được cái võng nữa nè. Đây, nhà là 3 phòng ngủ nha. Gạch men dán tường là cao tới 1m8, dán là xuyên suốt từ trước ra tới sau nhà luôn. Hành lang thì làm trần thạch cao hết nè. Và đây, phòng ngủ đầu tiên.
cửa nhôm nha, kính mờ nè. Đó, trong phòng ngủ đầu tiên này thì chủ nhà sẽ tặng cái bộ giường này. Cửa sổ thì cũng mở ra được giống như ngoài phòng khách nha. Máy lạnh nè. Tặng tủ gỗ này nha, tủ quần áo nè. Và cái bàn ăn 4 ghế lúc nãy Tấn nói á, là cái bàn này nè. Cái mặt kính nè, bằng gỗ nè. Ghế này ha. Đó, bộ bàn ăn 4 ghế. Anh chủ nhà thì ảnh làm cái bàn làm việc luôn. Cái giường bằng gỗ luôn. Giá bán Tấn nhắc lại ha, 1 tỷ 490 triệu. 1 tỷ 490 triệu. Rồi, phòng ngủ đầu tiên và phòng ngủ thứ hai á, thì có nhà tắm toilet bên trong luôn. Đây, bồn cầu liền khói luôn ha. Gạch dán tường nè. Cửa thông gió nè. Vòi sen là sử dụng nước nóng lạnh. Có máy nước nóng năng lượng mặt trời ha. Đây có cái gương. Đèn ngủ đâu là có luôn ha. 1 tỷ 490 triệu. Sổ hồng chính chủ không có qua môi giới trung gian ha. Kênh Nhà Đất Việt Nam là cũng không làm môi giới trung gian nha cô chú anh chị ơi. Đó, hành lang là có thêm cái cửa sổ nữa nè. Rồi, phòng ngủ thứ hai. Rộng rãi ha, có cửa sổ đâu luôn. Đang mở máy lạnh luôn, vô rất là mát. Rồi, nhà tắm toilet trong phòng ngủ thứ hai nè. Thì cũng như phòng ngủ thứ nhất vậy đó. Bồn cầu liền khói. Gạch men dán tường. Còn cái phòng ngủ thứ ba á, thì sẽ không có nhà tắm toilet bên trong nha. Đèn ngủ đó nè. Ở trong phòng ngủ thì la phong trần thả như thế này nha cô chú anh chị. Còn cửa là cửa khung nhôm, kính mờ. Đây, mấy cái này nè, ảnh chưa lột ra luôn nè. Cái hành lang thì rộng khoảng 1m2 ha. Đây, phòng ngủ thứ ba. Phòng là 3 phòng thì rộng rãi như nhau. Mấy máy lạnh này nãy Tấn quên hỏi là anh có tặng hay không. Thì cô chú anh chị quan tâm á, chúng ta gọi cho anh Dũng với chị Oanh để hỏi thử xem nha. Nãy Tấn quên hỏi rồi. Đây, máy giặt thì để ngay đây ha. À, sân sau nè, lát gạch vỉa hè rồi nè. Bồn nước inox thì có cái trụ để riêng. Còn đây là nhà tắm toilet dùng chung cho cả nhà. Cũng là bồn cầu liền khói nè, gạch dán tường. Và cái vòi sen. Vòi sen này thì nó sẽ xịn hơn hai vòi sen kia. Vòi sen massage. Đó, bên trên là có cửa thông gió ha. Vòi sen này xịn hơn. Phía trước là có lavabo. Và ở đây có thêm cái camera an ninh nữa nè. Tổng cộng là có 3 cái camera ha. Ở ngoài sân trước một cái, phòng khách một cái, và chỗ này một cái, là 3 cái camera. Máy giặt thì để góc này ha. Và sân sau nè. Ở sau đây thì lát gạch vỉa hè. Ở sau là có xây tường. Và bên trên á, là có mái che. Và có lưới B40. Đó, kín đáo an toàn ha. Không gian riêng tư. Thì cái khoảng sân sau này chúng ta có thể trồng cây kiểng, bông hoa đồ cho nó đẹp ha, trang trí thêm. Bồn nước inox thì có cái trụ tròn nè. Đó, để riêng, cái trụ nhìn chất lượng luôn á. Rồi máy nước nóng năng lượng mặt trời thì để phía bên trên nóc nhà ha. Cái tường này xây cao hơn 3 m, rồi bên trên là có lưới 40 nữa. Ở đây nhà cửa dân cư đông lắm nha cô chú anh chị. Bên đây là có sàn nước nữa nè. Bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nè. Đây, tờ sổ hồng này là ngày 20 tháng 4 năm 2023. Tức là nay mới có mấy tháng à.
cho nên là nhà như mới nha cô chú anh chị. Rồi cận cảnh sơ đồ nè, nhà này hướng đông, hướng đông có lệch nam chút xíu thôi. Mặt tiền trên sổ ghi là đường đất 8m. Rồi diện tích nhà đất là chiều ngang đúng 5m ha, ở trước 5 ở sau 5 nè. Còn chiều dài á, bên đây là 3507, bên đây là 3529. Tổng diện tích là đúng 175m² luôn. Thửa đất số 470 tờ bản đồ số 42, địa chỉ xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 175 nè. Có 100m² thổ cư, còn lại 75 á là cây lâu năm. Cái phần ghi chú nè, không có ghi gì hết, tức là không có bị dính lộ giới gì hết nha. Đó, sổ hồng chính chủ, không có qua môi giới trung gian. Giá bán 1.490.000.000. Bây giờ tấn đồng số điện thoại của chị Oanh và anh Dũng chủ nhà để cô chú anh chị liên hệ mua nhà nha. Gặp trực tiếp chủ luôn, không có qua môi giới trung gian. Số điện thoại của chị Oanh là 0942 988 457, 0942 988 457, 0942 988 457. Và số điện thoại của anh Dũng 0334 372 958, 0334 372 958, 0334 372 958. Gặp chủ nhà nha. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh á, lên tới đây là 80 cây số. Từ đây ra ủy ban xã, ra tỉnh lộ 781, ngã ba Bầu Năng, chợ Bầu Năng, điện máy xanh, Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh á, là có mấy trăm mét thôi. Đi Tòa Thánh, Cao Đài, Tây Ninh, 1.5 cây. Chỗ này đi chợ Long Hoa là khoảng 4 cây ha. Còn vô trung tâm thành phố Tây Ninh á, vô ngay vòng xoay trung tâm là khoảng 6 cây. Xã Bầu Năng là giáp ranh với thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh luôn nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ quay đường xá dân cư và những tiện ích vòng vòng đây cho cô chú anh chị coi nha. Đây là cổng chính môn Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh nè cô chú anh chị ơi. Tấn đang ở bên trong khuôn viên Tòa Thánh. Ở phía trước cổng chính môn á là siêu thị Go. Đó, siêu thị Go mới khai trương có mấy tháng thôi. Đây bên trong khuôn viên Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh nè. Bây giờ Tấn quay buổi trưa á, là bên trong đền thánh đang cúng nha. Bây giờ mình sẽ đi ra đường Cách Mạng Tháng 8 và chạy tới căn nhà đang cần bán. Quay cái đường đi cho cô chú anh chị xem nha. Tòa Thánh này là thuộc thị xã Hòa Thành nè, giáp ranh với thành phố Tây Ninh và cũng giáp ranh với khu vực Bầu Năng. Ra đường Cách Mạng Tháng 8 nè cô chú anh chị ơi, thì chúng ta sẽ quẹo phải để hướng về Bầu Năng ha. Còn quẹo trái là vô trung tâm thành phố Tây Ninh nha. Đây ra Cách Mạng Tháng 8 quẹo phải, còn quẹo trái là trung tâm thành phố. Từ Tòa Thánh này đi tới vòng xoay trung tâm thành phố là đúng 4 cây đó cô chú anh chị. Giờ mình cứ chạy thẳng cái đường này thôi. Ngay trước mặt là cái ngã ba đèn xanh đèn đỏ, thì nếu quẹo trái là đại lộ Điện Biên Phủ dẫn lên khu du lịch núi Bà Đen. Từ đây lên núi Bà Đen là 10 cây. À, còn từ đây chạy tới căn nhà đang cần bán là có hơn cây số thôi. Vị trí dễ biết ha. Ngay bên hông bưu điện và ủy ban xã Bầu Năng, quẹo vô. Ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là bên phải là cửa Hòa Viện đó cô chú anh chị. Cửa Hòa Viện của Tòa Thánh nè.
Đó, thì nếu quẹo trái là vô đại lộ Điện Biên Phủ, dẫn lên núi Bà Đen nha. Đây lên núi là 10 cây, đường rất là rộng đẹp luôn. Còn bây giờ mình tiếp tục chạy thẳng theo Cách Mạng Tháng 8. Đường này cũng chính là tỉnh lộ 781 nha. Cái khúc này là giáp ranh giữa ba địa phương luôn á, Hòa Thành, thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu. Định vị Google Maps của nhà Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa ha. Cô chú anh chị sẽ thấy là nhà cửa dân cư dọc theo cái đường tỉnh lộ 781 này rất là đông luôn. Đã từ Tòa Thánh đi tới khoảng hơn cây số thôi nè cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến khu vực Ủy ban xã Bầu Năng. Đây, Ủy ban là bên tay trái nè cô chú anh chị. Bên phải là có salon xe máy Hoài Minh. Bên phải là có cái hội chợ. Đây, khu vực Ủy ban xã đây ha. Thì ngay chỗ này chúng ta sẽ rẽ trái. Bên phải là có cây xăng nè, cây xăng Petrolimex. Còn phía trước là ngã ba đèn xanh đèn đỏ, đó là ngã ba Bầu Năng đó. Có Bách Hóa Xanh rồi chợ Bầu Năng. Ở trước mặt là có điện máy xanh Thế Giới Di Động luôn nè. Đây, chúng ta sẽ rẽ vô cái đường cặp bên hông của bưu điện, bên hông của xã, ngay chỗ quán cà phê Cây Xanh. Thì vừa quẹo vô là có ngã ba ở sau lưng xã nè. Đó là mình sẽ rẽ trái. Nhìn thẳng là thấy núi Bà Đen rất là gần luôn kìa cô chú anh chị. Từ đây lên núi là khoảng 8 cây thôi. Chỗ này có quán bò tư Tư Đức. Đây, quẹo sau lưng Ủy ban xã ha. Thì giờ quẹo vô là ngay sau lưng tòa nhà Ủy ban xã là chúng ta sẽ quẹo phải là tới nhà. Đó, nhìn núi Bà Đen rất là đẹp luôn nha. Thấy được tượng Phật Bà trên đỉnh núi, rồi nhà ga cáp treo cũng như là những cái công trình đó được tập đoàn Sun Group người ta đang xây dựng ở trên đỉnh núi Bà Đen. Thì vị trí nhà này cô chú anh chị thấy đẹp ha, gần Tòa Thánh, gần núi Bà Đen, giáp thành phố Tây Ninh, giáp thị xã Hòa Thành luôn. Trong khu dân cư đông nè, đường này lên nhựa nữa là ngon lành ha. Đây, căn nhà đang cần bán bên phía tay trái. Thì Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả nha. Nhà cửa hàng xóm dân cư rất là đông luôn.